Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 3 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về cái bài gọi là tìm số lớn nhất, tìm số lớn nhất của cái dãy số này, được chưa? Tìm số lớn nhất của cái dãy số có ba chữ số như thế này. Thì trước khi giải bài này thì mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn biết cách tìm số lớn nhất của tất cả các số luôn, không phải nhất thiết là chỉ có số có ba chữ số thôi nha các bạn. Rồi thì bước một các bạn quan bước một nè bước một nè bước một các bạn so sánh, gọi là so sánh số có nhiều hàng, nhiều hàng được chưa? Nhiều hàng là ý sao? Ví dụ 1,20 thì một chỉ có hàng gì thôi à? Chỉ có hàng đơn vị thôi, một đơn vị, được chưa? Còn 20 này thì nó sẽ có hai thứ. Thứ nhất đó là hàng đơn vị nè, được chưa? Số 2 người ta gọi là hàng chục nè, được chưa? Vậy số 20 có hai hàng, thứ nhất hàng đơn vị và hàng hàng chục, còn số 1 chỉ có một hàng đơn vị thôi. Vậy số nào có nhiều hàng thì số đó lớn hơn, được chưa? Vậy số này có hàng đơn vị, hàng chục, hai hàng, số này chỉ có hàng đơn vị thôi, vậy số 20 sẽ lớn hơn một, ok chưa ạ? Rồi nếu trường hợp hai thằng cùng hàng thì làm sao? Thì tới bước 2 so sánh số ở hàng từ trái sang phải. Rồi thì từ trái sang phải như thế nào? Ví dụ số 321 và 341, thì hai cái số này, thứ nhất các bạn đếm coi hàng này có mấy hàng, đơn vị chục trăm ba hàng, đơn vị chục trăm ba hàng, vậy hai thằng này cùng số hàng chưa? Khi mà cùng số hàng rồi thì các bạn làm từ trái nè sang phải nè. Bắt đầu các bạn quan sát nha, ba hàng trăm ba ba bằng hàng chục hai, hàng chục bốn. Vậy số 2 với số 4 thì số nào lớn à? Số 4 lớn, vậy suy ra 341 lớn hơn 321, ok chưa? Đó, vậy nói nôm na có hai bước để các bạn so sánh các số với nhau, được chưa? So sánh các số với nhau. Rồi thì bắt đầu để giải được bài này thì các bạn bước đầu tiên nè, bước đầu tiên các bạn phải đếm 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, được chưa? Nhớ là bài này mình tìm giá trị gọi là số lớn nhất nha các bạn, số lớn nhất, để mình ghi ra đi, số lớn nhất nè, lớn nhất, nhớ mình đang tìm số lớn nhất của cái dãy số này nha. Rồi muốn khi mà nó có cùng cùng số hàng rồi thì các bạn làm từ trái sang phải nè. Bắt đầu hàng ngày là số mấy à? 3 4 5 2 7 1, được chưa? 3 4 5 2 7 1, vậy số nào lớn à? Số 7 lớn, được chưa? Số 7 lớn, hình dung chưa? Số 7 lớn. Vậy số lớn nhất của cái dãy số trên chính là số bao nhiêu à? 7 3 5, ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Đó, đó là cách giải nha các bạn, cách giải nha các bạn. Rồi trong quá trình giảng mà các bạn chỗ nào không hiểu, chỗ nào không biết thì các bạn có thể comment giúp mình để mình khắc phục những cái đoạn clip sau trở nên hay và hữu ích hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái bài tập mẫu, bài tập mẫu các bạn có thể giải, sau đó các bạn điền kết quả số lớn nhất của cái dãy số này là số nào nha, để cho mình biết coi các bạn có hiểu bài không nha. Rồi ví dụ một cái dãy số, ví dụ đây 731 732 761 892 893 915 961
được chưa? Rồi, các bạn hãy tìm giúp mình coi cái số lớn nhất của dãy số này giúp mình nha. Sau khi mà các bạn giải được thì các bạn comment ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra kết quả coi bạn nào đúng thì mình ghi chữ đúng, còn bạn nào sai thì mình sẽ sửa lại cái lỗi sai bằng cách là một là dựng lại cái đoạn clip, hai là các bạn mình sẽ nói lại lý thuyết cho bạn ấy hiểu nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Còn bạn nào muốn tìm hiểu thêm những cái bài tập liên quan về số lớn nhất, số nhỏ nhất của một dãy số thì các bạn vào cái mục miêu tả giúp mình. Mình đã có một cái để một cái đường link để cho tổng hợp hết tất cả các dạng toán về tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất của số có 3 chữ số, 4 chữ số, 5 chữ số, vân vân và vân vân nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.